kia. Cái này là đi thôi nhưng không có, thậm chí là không có cái post để mà đệm nữa. Không có miếng đệm nữa. Miếng đệm gì nó rất là rẻ tiền. Thật sự là đây là loại tai nghe rất rẻ tiền, giống như tương tự giống sản phẩm của Vista. Vista cũng sao tai nghe giống như thế này. Tuy là thiết kế thì nhìn là khá là bắt mắt nhưng mà không biết cái chất lượng thực tế như thế nào. Cuốn cái tai nghe nhìn nó cũng không được chuyên nghiệp lắm. Cái này là bi cáp không thể máy in gì nữa. Cơ anh kia trả lại. Anh ơi, sống chơi đây, sẽ đi phụ anh ơi. Anh cầm giữ cái tập. Cái này hình như hỗ trợ sạc không điện 5V. Không, cái này không có sạc không điện. Đâu có sạc nhanh đâu. Thì lại gặp pin iPhone có vấn đề gì vậy? Xem pin iPhone vấn đề gì thì không biết, nghĩa là mình thử tai nghe này chứ. Chắc là đang nằm rồi. Trong nằm, chắc chắn là đang nằm rồi. Ờ, đây. Tai này cầm cắm vào thấy được anh. Cắm sát như là chưa mở cái nắp. Tai bị hơi gì thôi. Ra con người cảm lý lắm. Ờ, thì lúc áp để rồi bây giờ có thử nghe cái gì đấy. Vì họ cũng giống như phong cách của music iPhone. Rất giống iPhone. Không chẳng khác gì cơ. Sẽ thương nhận. Lúc nào cũng có nhưng mà trái đâu. Cái hộp làm chắc. Kéo cái chắc này cao quá. Cái này rung quá. Cái này xuống. Kèm trống